Mùa đông crypto là nỗi ám ảnh với những nhà đầu tư khi thị trường ảm đạm và tụt dốc không phanh. Cú sập ngày 4 tháng 12 có phải là một cánh chim báo bão hay không? Chào mừng các bạn đến với TK Ventures. Mình là Kiều Anh. Như tiêu đề của video, hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích những kịch bản tốt nhất và xấu nhất có thể xảy đến trong thời gian tới cùng với cách ứng phó nhé. Vừa qua, thị trường chứng kiến một cú sập mạnh, tất nhiên là không hề báo trước, của Bitcoin. Giá của đồng tiền có vốn hóa lớn nhất thị trường này bốc hơi gần 40% so với đỉnh 68.000 đô la mới hồi đầu tháng 11 thôi chứ chẳng đâu xa. Thị trường trở nên cực kỳ sợ hãi, khoảng 2,6 tỷ đô la lệnh future bị thanh lý, gần 400.000 trader đã ra đi trong vòng 24 giờ. Một pha kill future phải nói là hết sức ngoạn mục, khôn ngoan không lại với sàn. Biết hắt hơi sổ mũi thì tất nhiên là Altcoin cũng có số phận chẳng khá khẩm gì hơn. Chỉ số Fear and Greed Index giảm về 16 trên 100 điểm, tức là cực kỳ sợ hãi. Lướt một vòng các trang báo mạng thì bạn sẽ thấy những tiêu đề quen thuộc. Người lạc quan thì cho rằng cú sập này chẳng nhăm nhó gì, còn người bi quan thì... Toang rồi, thế là mùa đông crypto lại đến rồi. Trời. Trước hết, hãy cùng làm rõ khái niệm mùa đông crypto là gì? Mùa đông crypto là thời kỳ ảm đạm nhất của thị trường, giá Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác bị mắc kẹt ở xu hướng giảm. Hiện tượng này cũng được hiểu là việc downtrend dài hạn từ 2 cho đến 3 năm. Vậy nên bạn thấy có những người ôm coin từ năm 2018 đến tận bây giờ mới về bờ. Chu kỳ up và downtrend của thị trường crypto là vào khoảng 4 năm. Chúng ta đã chứng kiến hai mùa đông dài ảm đạm thời kỳ năm 2014 và 2018. Năm 2014 thì chưa có nhiều người tham gia vào thị trường, còn năm 2018, cuộc chơi đã khác. Rất nhiều người cắm sổ đỏ vì đu đỉnh. Khi đó, Bitcoin giảm 65% trong vòng 1 tháng đầu năm, vốn hóa thị trường giảm mạnh xuống dưới 100 tỷ đô. Cũng theo chu kỳ 4 năm đó thì sang đến năm 2022, chúng ta sẽ có thể lại bước vào một mùa đông dài ảm đạm. Tuy nhiên, thị trường đã rất khác với trước đó rồi. Vậy những kịch bản nào có thể xảy ra? Các bạn lưu ý là tất cả những phân tích mình nêu ra sau đây mang tính chất tham khảo và mình không khẳng định bất kỳ điều gì. Bởi vì thị trường này rất là khó đoán mà. Điều chúng ta cần làm là hiểu được hết những gì có thể xảy ra và chuẩn bị thật là tốt. Trường hợp đầu tiên cũng là trường hợp xấu nhất, đó là mùa đông crypto đã bắt đầu rồi. 2021 là năm uptrend, Bitcoin liên tục tạo đỉnh mới. Tuy nhiên, trước mỗi lần bay thì luôn có những cú sụt hố bất ngờ. Cú sụt giá ngày 4 tháng 12 khiến giá Bitcoin chạm đáy 42.000 đô la nhưng nhanh chóng phục hồi trở lại. Hiện tại đang giao dịch quanh vùng 50.000 đô la. Với sức bật mạnh mẽ như vậy, nhiều người cho rằng mùa đông chưa thể bắt đầu được. Nhưng mình sẽ phân tích để các bạn cùng nhìn rõ vấn đề nhé. Vào giai đoạn đầu của downtrend, thị trường tiền điện tử vẫn còn rất là sôi động. Các nhà giao dịch, tổ chức tài chính sẽ tung ra nhiều tin tức tốt đẹp, hòng bán tháo coin. Lúc này giá sẽ diễn biến theo hướng rất là giằng co, xuống bất chợt, rồi lại lên bất thường. Trong khi đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ, newbie hay là F0 lại chưa nhận được ra vấn đề này. Họ vẫn miệt mài mua này, giá xuống thì DCA thêm. Tất nhiên là họ không biết rằng mình đang ôm đống coin và nằm trên đỉnh trong khoảng thời gian rất là dài. Vậy khả năng xảy ra trường hợp mùa đông đã bắt đầu rồi có cao không? Rất là khó đoán, thị trường đang trong giai đoạn giao dịch cực kỳ giằng co, không thể nói trước được điều gì. Nói cụ thể về bản thân mình cho dễ, sau một mùa coin thu về khá là lợi nhuận, tâm lý của mình bắt đầu trở nên an toàn hơn, muốn bảo toàn được số tiền đó. Mình bắt đầu cash out từ hồi Bit lập đỉnh vào tháng 11. Sau cú sập ngày 4 tháng 12 vừa rồi, thị trường nhanh chóng hồi trở lại. Nhưng mà mình sẽ tìm những điểm ra phù hợp, chấp nhận để lại một số tiền khoảng 20% mà mình sẵn sàng mất hoặc là hold vài năm. Thị trường vốn là tổng hợp tâm lý của số đông mà. Khi số đông nhà đầu tư bắt đầu dè chừng thì bạn cũng không nên nằm ngoài xu hướng đó. Mình nói chuyện với rất nhiều anh em đầu tư coin và cả tại TK nữa thì ai cũng nói rằng đã cash out dần vì thị trường bây giờ đang ở ngưỡng khá là rủi ro. Nếu như mà bạn vẫn để 100% số tiền của mình vào crypto thì hãy cân nhắc cash out một phần để giữ an toàn nhé. Tất nhiên không phải đúng cái cắt hết tiền luôn mà hãy rút dần khoảng 5 hoặc 10% khi mà bạn thấy vùng giá đẹp. Trường phái thứ hai khá là phổ biến trong giới crypto và được nhiều KOL ủng hộ, đó là mùa đông vẫn sẽ đến nhưng mà muộn hơn mà thôi. Căn cứ của luận điểm này là dựa vào lịch sử của các chu kỳ trước đó. Bởi vì mỗi chu kỳ sau thì đều sẽ kéo dài hơn chu kỳ trước. Tiêu biểu nhất của trường phái này đó là Plan B.
họ đưa ra lập luận rằng mùa tăng trưởng này sẽ kéo dài đến tận tháng 3 năm sau và lạc quan Bitcoin sẽ chạm mốc 100.000 đô la. Một KOL được theo dõi đông đảo tại Việt Nam cũng ủng hộ quan điểm này, đó là anh Thuận Capital. Chúng ta đều muốn thị trường tăng trưởng đều đặn, Bitcoin to the moon, kéo theo altcoin to the moon luôn. Tuy nhiên, điều này rất là khó để xảy ra. Sự lên xuống của giá cả kéo theo dòng tiền và những nhà đầu tư mới nhảy vào. Hãy thành thật với nhau, thị trường này lấy tiền của số đông và chuyển vào ví của số ít. Nếu mà ai cũng lãi thì ai sẽ là người lỗ đấy? Hiện tại, crypto vẫn chưa được pháp luật bảo vệ hoàn toàn, cho nên là sự thao túng làm giá rất là kinh khủng các bạn ạ. Những cá voi này, quỹ lớn, sàn lớn họ sở hữu trong tay số Bitcoin và lượng tiền khổng lồ đủ để điều khiển thị trường. Mỗi lần sập thì một thuyết âm mưu lại được gọi tên. Sàn đẩy giá để kêu future, nghe cũng hợp lý mà, thu về cả tỷ đô chứ đâu có ít ỏi gì. Vẫn sẽ có mùa đông, nhưng kịch bản đỡ buồn hơn đó là chúng ta còn thời gian đến tận tháng 3 năm sau. Nhưng mà cũng rất là gần rồi. Nếu vậy thì cũng đơn giản mà, lại xem xét cash out để bảo toàn tiền và khi downtrend còn có vốn mà đi chợ. Việc có mùa đông hay không vẫn còn là vấn đề đang được tranh luận, chỉ có thời gian mới trả lời được. Nhưng điều này thì khá là chắc chắn này, những cú sụt giá của thị trường đang giảm dần về biên độ. Năm 2013-14, bạn có thể chứng kiến coin top chia 10, thậm chí là 20 lần trong một ngày luôn. Đến năm 2018, thị trường xấu nhất thì cũng chỉ chia 2, chia 3 trong một ngày mà thôi. Hiện tại cuộc chơi đã khác, dòng tiền ổn định và Bitcoin, coin top cũng không biến động quá nhiều như những chu kỳ trước đó. Rất nhiều người tin rằng sẽ có siêu chu kỳ, còn bạn thì sao? Căn cứ của quan điểm này đến từ hai lý do. Thứ nhất là dòng tiền lớn đang đổ vào crypto. Thứ hai đó là thị trường đang dần ổn định. Covid khiến các chính phủ in rất là nhiều tiền, chắc chắn là sẽ dẫn đến việc lạm phát tăng cao trong thời gian tới. Các công ty làm ăn thua lỗ, nhưng mà nghịch lý là giá cổ phiếu lại vẫn tăng. Cụ thể thì VN Index chạm mốc gần 1.500 điểm, lọt top chỉ số chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ nhất thế giới. Hoạt động kinh doanh thì đang bị ngưng trệ, vậy dòng tiền sẽ tìm một điểm đến mới. Cái này thì ai cũng biết rồi, đó là chứng khoán và crypto. Một phép so sánh nho nhỏ, vốn hóa tổng thị trường của crypto đang vào khoảng 2.500 tỷ đô la, trong khi con số của chứng khoán là 99.000 tỷ đô la. Vậy nên có cơ sở để chúng ta tin rằng thị trường này vẫn rất màu mỡ và sẽ còn tăng trưởng. Thêm vào đó, các quốc gia đang có cái nhìn cởi mở hơn về crypto thay vì cấm đoán như trước. Một số quốc gia thậm chí còn công khai sử dụng và ủng hộ Bitcoin như là Thụy Sĩ hay là El Salvador. Nói gì thì nói, crypto đang là thị trường màu mỡ mà không quốc gia nào muốn bỏ lỡ. Vậy nên việc cấm đoán tiền số trên toàn thế giới theo mình là không có cơ sở. Những vấn đề hiển nhiên như là môi trường hay là nhân quyền, các quốc gia còn không thống nhất được, huống hồ là miếng bánh béo bở như crypto. Thỉnh thoảng bạn lại thấy phát đâu đó từ Mỹ hay là Trung Quốc, nhưng mà không thể khiến thị trường sập mạnh nữa rồi. Thay vào đó là những cú sập bất ngờ khiến mình ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa, không hiểu là tại sao. Hiện tại, thị trường có sự tham gia của các quỹ lớn giúp cho dòng tiền trở nên ổn định hơn. Cuộc chơi đã rất là khác, không còn là bong bóng sẵn sàng vỡ bất cứ lúc nào. Không còn chỉ là chiêu đầu cơ, thổi giá. Thị trường đã có rất nhiều nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm, trải qua nhiều mồ coi trước đây và họ có thể dẫn dắt cộng đồng chứ không chỉ là mồi cho cá mập gom tiền nữa rồi. Như vậy, tâm thế của chúng ta đã khác, cuộc chơi thì đã thay đổi, cộng với dòng tiền lớn, ổn định hơn, vẫn đang đổ vào thị trường. Hoàn toàn có cơ sở để tin rằng sẽ có siêu chu kỳ. Tiêu biểu nhất của trường phái này là Willy Wu. Thực ra chúng ta ai cũng mong chờ sẽ có siêu chu kỳ, một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử crypto và chỉ thời gian mới trả lời được. Tuy nhiên, lịch sử chứng khoán thì cũng từng diễn ra điều tương tự rồi. Thời kỳ đầu cũng dành cho bong bóng này, những nhà đầu cơ thao túng thị trường, sau đó giá giảm, chẳng khác gì Bitcoin luôn. Theo thời gian, những cú sụt đó đã giảm dần biên độ rồi bắt đầu ổn định hơn, chúng ta không chứng kiến những biến động mạnh nữa. Thị trường bước vào thời kỳ an toàn. Đối chiếu điều này với crypto, rõ ràng có cơ sở để tin tưởng. Tuy nhiên, siêu chu kỳ không có nghĩa là thị trường chỉ có tăng đâu nhé. Tất nhiên sẽ vẫn có những cú sụt giảm 20-50% hoặc thậm chí là hơn một chút. Đó là điều bình thường. Dù có siêu chu kỳ hay không thì phong cách đầu tư của mình vẫn là đặt an toàn lên trên hết. Mình vẫn cash out và đầu tư kiểu thăm dò trong thời gian tới. Chốt lãi không bao giờ là sai, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm này. Còn bạn, bạn nghĩ sao? Bạn tin vào khả năng nào trong 3 trường hợp mà mình vừa mới phân tích? Hãy để lại comment ở bên dưới nhé! Bản thân mình thì nghiêng về phương án là thị trường đang dần ổn định và sẽ không có những mùa đông kéo dài 2 hay 3 năm đâu. Tuy nhiên, vẫn sẽ có những cú sụt giảm bất ngờ.
thị trường đi xuống trong vài tháng nhưng sẽ lại bật lên rất là nhanh. Cuối cùng, từ trải nghiệm của bản thân mình thì mình nghĩ rằng là ai kiểm soát được lòng tham sẽ là người chiến thắng. Ban đầu mình cũng all in crypto nhưng mà như vậy quá là rủi ro. Mình đã cash out một phần tiền ra ngoài để đầu tư những tài sản an toàn hơn. Khi bạn có một vị thế như vậy, bạn sẽ không dễ bị phát này hay là FOMO dẫn đến những quyết định sai lầm đâu. Giả sử thôi nhá, là trong trường hợp xấu nhất, thị trường sập hoàn toàn thì mình vẫn có điểm tựa tài chính và không bị ảnh hưởng nhiều. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại!